Trọng kính Đức cha Phêrô chủ chăn giáo phận Thái Bình. Trọng kính cha chánh sứ, cha phó sứ Thái Hiệp cùng quý cha đồng tế. Kính thưa quý thầy, quý dì, quý ban hội đồng mục vụ, quý chức tân cựu, quý vị đại diện các hội đồng hương, quý vị khách quý và toàn thể quý ông bà, anh chị em giáo xứ An Lạc xa quê kính mến. Chúng con thật vui mừng và hạnh phúc mỗi năm được tổ chức ngày lễ kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy. Đây quả thật như phép lạ mà Thánh Vinh Sơn dành cho anh chị em đồng hương An Lạc Thái Bình chúng con. Mặc dù với nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng đã quy tụ chúng con thành một gia đình an lạc xa quê. Đặc biệt sự hiện diện của Đức cha Phêrô chủ chăn giáo phận Thái Bình quê hương, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, quý ông bà anh chị em từ nhiều nơi đã trở nên niềm vinh dự lớn lao đối với chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa và Thánh Quan Thầy Vinh Sơn. Giờ đây, con xin đại diện anh chị em đồng hương An Lạc xin dâng lên quý đấng bậc và cộng đoàn những tâm tình cảm tạ tri ân. Trước hết, hướng về Đức cha Phêrô, chúng con được biết trong những ngày vừa qua, Đức cha đã tổ chức lễ mừng 85 năm thành lập giáo phận Thái Bình, chào đón phái đoàn tòa thánh, đặc biệt đón Hội đồng Giám mục Việt Nam về họp hội nghị thường niên. Các sự kiện to lớn diễn ra hết sức tốt đẹp, làm vẻ vang giáo phận. Chúng con xin có tràng pháo tay chúc mừng Đức cha. Để được như vậy, Đức cha đã vất vả rất nhiều. Có lẽ tới hôm nay vẫn chưa hết mệt, nhưng vì tình thương với con cái phương xa nên Đức cha đã hiện diện chủ tế thánh lễ cho chúng con hôm nay. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Đức cha. Chúng con thật xúc động và vui mừng vì sự hiện diện của cha xứ quê hương An Lạc, các cha quý hương, quý cha đồng tế, cha linh hướng ban kim nhạc, cha linh hướng ban giới trẻ, quý thầy quý dì rất quý mến. Mặc dù đường xá xa xôi, biết bao công việc mục vụ, nhưng vì tình thương với hội đồng hương chúng con mà quý cha, quý thầy, quý dì đã tới hiệp dâng thánh lễ, chung chia niềm vui với chúng con xin cảm tạ. Kính thưa cha chánh sứ, cha phó sứ, ban hội đồng mục vụ và cộng đoàn giáo xứ Thái Hiệp, quý cha và cộng đoàn đã dành cho chúng con một tình yêu thương thật lớn lao khi cho phép chúng con được tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Quan Thầy, cũng như cho phép chúng con được sinh hoạt trong khuôn viên giáo xứ. Quý cha và cộng đoàn đã tạo điều kiện tốt nhất để nâng đỡ chúng con. Chúng con xin ghi nhớ ơn nghĩa của quý cha và cộng đoàn. Thật cảm động trước sự hiện diện của quý ban trùm giáo xứ An Lạc quê nhà, quý vị đại diện các hội đồng hương, quý vị quan khách, quý vị đại diện các công ty, ban ca đoàn, ban trống, ban truyền thông, ban kim nhạc giáo xứ An Lạc và ban kim nhạc giáo xứ Hoàng Xá tại miền Nam. Hôm nay quý vị đã tới phục vụ và hiệp dâng thánh lễ, đồng thời có những lời chúc mừng rất tốt đẹp cho hội đồng hương chúng tôi trong ngày trọng đại này. Ước mong tình hiệp thông liên đới, yêu thương và phục vụ được nối dài mãi mãi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em đồng hương An Lạc tại khu vực miền Nam kính mến. Ngày hôm nay, quý ông bà và anh chị em đã gác mọi công việc để trở về với gia đình An Lạc xa quê. Mặc dù chỉ một ít thời gian chúng ta gặp mặt, cùng nhau tham dự thánh lễ và sum họp bên nhau, nhưng khoảnh khắc này thật quý giá, bởi vì đã nối kết tình quê hương, cổ vũ khích lệ, động viên sống đức tin vững mạnh hơn nơi đất khách quê người. Xin Thiên Chúa có sự chuyển cầu của Thánh Quan Thầy Vinh Sơn luôn nối kết chúng ta lại với nhau, cùng yêu thương chia sẻ nâng đỡ nhau trong lời cầu nguyện và trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quý ông bà, anh chị em. Trọng kính Đức cha, quý cha,
quý khách, quý cộng đoàn, một lần nữa thay mặt cho ban điều hành Hội đồng Hương Giáo xứ An Lạc, chúng con xin hết lòng cảm tạ Đức Cha và quý đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn đang hiện diện nơi đây, cũng như những ai không thể hiện diện nhưng đã hướng về ngày trọng đại này. Cách riêng quý vị đang âm thầm phục vụ trong các công việc cho ngày lễ hôm nay. Xin Thánh Vinh Sơn bổn mạng chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn phúc trên quý đấng bậc và quý vị khách quý cùng toàn thể cộng đoàn. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời Đức Cha, quý cha và quý khách cùng quý ông bà, anh chị em đồng hương xuống khuôn viên giáo xứ chia sẻ bữa tiệc chung vui với chúng con. Trong việc tổ chức, chúng con đã cố gắng rất nhiều, nhưng chắc vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong quý đấng bậc và cộng đoàn lượng thứ. Để thể hiện lòng kính mến và tâm tình biết ơn, chúng con xin dâng lên Đức Cha lãng hoa tươi. Xin Đức Cha vui nhận. Chúng con xin chân thành cảm tạ. Xin mời ban kim nhạc cử nhạc.